Hiện tại là 10 giờ trưa ngày 26 tháng 5 năm 2019. Tôi đang có mặt tại nhà bác Bá Hường Thỏa tại Yên Dưỡng Cà Phê của Thọ. Chúng tôi khu ba Yên Dưỡng, chúng tôi lắp đặt cho bác Bá một bộ sập thờ cung mít chân 20, cung mít độc tứ linh. Đây, trên màn hình là toàn cảnh bộ sập thờ đây. Chiếc ngai này hiện tại là nó mắc bàn thờ nên là chúng tôi tạm để lệch bên này, chiều bác sẽ xếp vào đúng vị trí. Đây là hình ảnh chiếc sập thờ này. Đây, còn đây là bác chủ nhà này. Đây, đây bác, còn đây là Bá này. Rất cảm ơn gia đình bác Bá đã ủng hộ sản phẩm của tôi nhé. Mọi người ai có nhu cầu hãy liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086, website đồgỗtùng8.com. Đây là một phần đầu của cái nét độc trạng của chiếc sạc này. Đây, trên bộ ngai hạc và hương hoa, cổ sập thờ là được lưỡng long trầu mặt nguyệt. Xin gặp lại trong những clip khác.